Năm 2024, khi cả thế giới vui đón xuân mới, thì Nhật Bản tại tỉnh Ishikawa lại đang phải hứng chịu thảm họa động đất. Đây là trận động đất được đánh giá có độ mạnh lớn thứ hai chỉ sau động đất lịch sử vào năm 2011. Những ngày qua, hàng nghìn nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất với hy vọng cứu được càng nhiều người càng tốt. Mặc dù thời gian vàng 72 giờ cứu hộ đã kết thúc, theo các chuyên gia, tỷ lệ sống sót của những người mắc kẹt sẽ giảm đáng kể sau 72 giờ tính từ thảm họa. Theo truyền thông Nhật Bản đưa tin, đến 9 giờ sáng ngày 8 tháng 1 theo giờ địa phương, số người mất tích trong vụ động đất tỉnh Ishikawa ngày 1 tháng 1 vừa qua đã tăng lên 323 người. Số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,6 độ Richter đã tăng lên hơn 180 người. Trên tinh thần tương thân tương ái, theo sự chỉ đạo của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, dưới sự hướng dẫn đồng hành của Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka, Ban vận động cứu trợ, hỗ trợ nạn nhân động đất đã được thành lập. Ban vận động cứu trợ gồm các thành viên là Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka, Hiệp hội Người Việt Nam tại Kansai, Hiệp hội Hỗ trợ Nhật Việt, Hiệp hội Thương mại Nhật Việt, Chùa Hòa Lạc Kobe cùng Công ty Thái Dương Mát, Công ty Việt Cúc, Công ty Tam Uno và một số tổ chức cá nhân khác. Đoàn đã đến trực tiếp những vùng tâm chấn thăm hỏi, trao quà hỗ trợ nhu yếu phẩm cho cộng đồng người Việt cũng như người Nhật chịu ảnh hưởng của trận động đất. Khi đến đây thì tôi thực sự cảm thấy cái sự thảm khốc của cái thảm họa thiên nhiên và cũng rất là có cái sự đau buồn cho những người thiệt mạng, người Nhật thiệt mạng ở đây và cũng là đến tỉnh Ishikawa là để thăm hỏi cộng đồng người Việt Nam và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam và cũng nhân dịp này chúng tôi cũng đi thăm và hỏi thăm những người Nhật sống ở cái khu vực lân cận, những cái nơi mà bị ảnh hưởng nặng nhất. Đầu tiên mà em được đến một nơi mà vừa xảy ra cái thảm họa động đất như này, thật sự là đến tận nơi mà chứng kiến thì em cảm thấy phải nói là vô cùng xúc động và cảm thấy rất là thương tâm, và thật là bà con cũng sẽ phải rất là cố gắng. Theo thống kê, có khoảng 5.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Ishikawa, trong đó có khoảng 600 người bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Đoàn công tác đã trao 600 suất quà nhu yếu phẩm cần thiết tới các thực tập sinh và một số người dân Nhật Bản đang lánh nạn động đất, động viên mọi người cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Điểm đầu tiên, đoàn gặp gỡ nghiệp đoàn Aureole Nhật Bản để tặng 50 phần quà cho những người bị ảnh hưởng động đất nơi đây. Điểm thứ hai là đến Kofuho, đoàn trao trực tiếp 25 phần quà cho các tu nghiệp sinh Việt Nam đang lánh nạn tại điểm này và gửi lại đây 150 suất quà để các tình nguyện viên trao lại cho các tu nghiệp sinh ở địa điểm khác hiện chưa tiếp cận được. Điểm thứ ba, đoàn đã đến thành phố Noto để gặp và trao 30 thùng nước, 20 thùng mì tôm cho bà con người Nhật đang trú ẩn tại trung tâm giáo dục thường xuyên. Ở điểm thứ ba này, đoàn cũng gặp và phối hợp với Hiệp hội Kitame Japan tại Nhật Bản để trao đổi và mượn địa điểm để tập hợp hàng cứu trợ, đồng thời gửi 500 phần quà cứu trợ tại nơi này để các tình nguyện viên người Việt Nam tại địa phương chuyển tiếp tới những nơi khó tiếp cận bằng ô tô. Thay mặt đoàn, Tổng lãnh sự Ngô Trịnh Hà cùng Thái Dương Mát và Hiệp hội Thương mại Nhật Việt trao 300.000 yên Nhật gửi đến thành phố để hỗ trợ người bị nạn. Đặc biệt, Tổng lãnh sự Ngô Trịnh Hà cũng đã gửi một phần chi phí hỗ trợ xăng xe để các bạn tình nguyện viên vận chuyển, phân phát những phần quà đến các địa điểm đoàn không thể vào được do đang bị hạn chế đi lại để giúp người dân. Hiện tại thì chúng tôi đã đến khu vực tỉnh Ishikawa. Khung cảnh thì rất là tan hoang vì ngay từ ngày 1 thì đã đón nhận cái trận động đất rất là lớn như thế này ấy. Và đây thì mới chỉ ở đầu con đường thôi, và theo như chúng tôi hỏi những người dân ở khu vực này ấy, thì còn ở trong kia là còn cái mức độ sạt lở và cũng như là cái mức độ gọi là tàn phá của cái trận thiên tai này nó còn lớn hơn rất là nhiều. Và bây giờ thì xe ô tô sẽ để bên ngoài và bọn em sẽ mang tất cả những cái đồ mà có thể là cứu trợ cho cả người Nhật và cả người Việt. Rất là may mắn là đại diện cho rất là nhiều doanh nghiệp của Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật, thì chúng tôi có một cái món quà cũng cái sự tri ân cùng với cả cộng đồng đến gửi đến tất cả những người Việt ở Ishikawa và một chút quà nhỏ đến những người Nhật bị ảnh hưởng bởi trận thiệt hại về động đất ở tỉnh Ishikawa. Các bạn đây là đang ở tình trạng là có một số các bạn ở cái vùng tâm chấn này là đang bị thiếu thực phẩm, thiếu nước. Nên là chúng em cũng và đặc biệt là nước.
Đoàn cũng đã có cuộc gặp gỡ với thị trưởng thành phố Nanao, ông Chatani Yoshitaka. Tại cuộc gặp, Tổng lãnh sự Ngô Trịnh Hà đã bày tỏ sự cảm thông chia sẻ với những tổn thất mà trận động đất gây ra cho người dân thành phố. Ông thông báo đã chuyển hàng cứu trợ đến cộng đồng người Việt và người dân Nhật Bản tại tỉnh Ishikawa. Tổng lãnh sự mong muốn nắm thêm tình hình nhu cầu cụ thể của cộng đồng người Việt và người dân địa phương để có kế hoạch hỗ trợ tiếp theo. Thị trưởng Chatani Yoshitaka đã bày tỏ sự cảm ơn với sự hỗ trợ của đoàn, khẳng định sẽ nỗ lực khắc phục hậu quả động đất để sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường. Người dân Nhật Bản cùng người Việt ở vùng bị thiệt hại đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành từ các hội đoàn, từ các công ty thành viên ban vận động đã có sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết trong cộng đồng cũng như giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Nhật Bản. Trong thời gian tới, ban vận động sẽ tiếp tục kêu gọi hỗ trợ người dân bị nạn tại vùng động đất.